Tôi muốn hỏi sư mẫu Xuân Lan rằng khi bạn yêu một ai đó thì những lời nói xung quanh, đặc biệt là của những người thân của bạn ấy, có tác động nhiều tới bạn không cho cái tình cảm cũng như cái quyết định của bạn? Xuân Lan nghĩ rằng khi mình yêu, mình dám suy nghĩ, mình quyết định thì mình sẽ không có ngại những cái lời nói tác động xung quanh. Bởi vì mình là cái người trực tiếp ở trong câu chuyện của mình. Mình là người tự cảm nhận, tự yêu, tự thương, tự hạnh phúc. Thế nên mình sống mà vì những cái lời tác động xung quanh đó thì mình sẽ là một người không có lập trường. Và không lập trường thì ít khi nào hạnh phúc lắm. Khi mà em quen một ai đó và bạn xung quanh em góp ý kiến: trời ơi, hồi xưa bạn nói vậy nè, vậy kia nè. Em thu thập thông tin hết và em gặp người kia em hỏi trực tiếp luôn là trước đây anh đã từng có như vậy hay không. Nếu anh ấy nói xạo thì em chấm dứt. Chấm dứt, chấm dứt. Còn nếu anh ấy thừa nhận là đúng thì em nghĩ là anh ấy sẽ rút kinh nghiệm. Em muốn xây dựng một cái mối quan hệ cho nó chững chạc hơn, bình vững hơn. Nếu em nghe lời bạn em xong em chia tay luôn thì có không? Thì em hoàn toàn không có. Anh Lê Hoàng, anh nghĩ rằng trong tình yêu chúng ta có nên lắng nghe những người xung quanh hay không? Cái đấy nó tùy độ tuổi, nó không có nguyên tắc đâu. Khi mà chúng ta 18, 19 á, hoặc là 20, 21 ấy, thì cũng nên lắng nghe. Bởi vì rằng là chúng ta chưa đủ kinh nghiệm. Nhưng mà có những cái tuổi là tuyệt đối không nghe ai cả. Mà hãy nghe trái tim của mình. Ừ. Và ngày hôm nay ban cố vấn ở đây cũng vậy, sẽ giúp cho các hành khách của chúng tôi có những thông tin, có những trải nghiệm mà chính họ còn chưa biết.